Mặc dù ngoài trời mưa tầm tã nhưng Minh Chánh Entertainment và một số anh chị em ca nghệ sĩ cũng như các hoa hậu của trung tâm Minh Chánh cũng đã có mặt tại công viên St. James tại Downtown San Jose vào 8 giờ sáng Chủ nhật. Những người homeless kém may mắn họ cũng đã đứng đợi để mà trung tâm Minh Chánh cũng như các anh chị em trong trung tâm và các hoa hậu của trung tâm Minh Chánh Entertainment đang chuẩn bị khiêng vác hàng xuống và phát quà cho những người homeless tại thành phố San Jose. Bác làm từ thiện ở đây lâu chưa? Tôi làm từ thiện ở center rồi dưới đây nữa. Bữa nay tại vì trời mưa dưới đó ít người tha lên đây cho donut với cà phê. À, tại vì tụi con không phải ở đây, tụi con thì ở Wisconsin lận mà đi qua. Dạ, thì con là ở trường hoa hậu bên trung tâm của Minh Chánh thì vài tháng thì anh Chánh tổ chức một lần, thì nếu mà có điều kiện thì tụi con tham gia. Thì hôm qua tụi con đã làm ở dưới Cali rồi, nhưng mà mỗi nơi có một cái nhu cầu khác nhau đó. Con cũng hỏi bác là con muốn biết cái nhu cầu là bác đi nhiều hơn con, thì cái nhu cầu ở đây người ta cần cái gì bác cho con biết, để nếu mà được sau tụi con đi thì mình rút kinh nghiệm và mình đem được những cái gì mà người ta cần tới hơn, để những cái người homeless người ta cần đó bác, thì có thể là em con nghĩ là quý hơn, bác có thể cho con biết. Bây giờ ở đây người ta cần đồ ấm, quần áo và vớ nhất. Nếu mà làm đồ ăn nóng thì mình làm đồ ăn gì bác, Việt Nam hay đồ ăn cái gì? Tại vì hồi nãy con có nói sơ với những người kia thì người ta nói là đồ có nhưng mà đồ ăn Mỹ người ta không có ăn được đó bác. Đúng rồi, là cũng cơm chiên, đồ xào, canh đó, cũng như là thịt kho. Mặc dù là trời mưa gió nhưng mà con cũng rất là vui tại nhiều người từ thiện, phải không? Dạ, con cảm ơn bác, cảm ơn chị. Dạ. Bác ở Mỹ lâu chưa? Dạ, tôi ở Mỹ 4 năm rồi. Dạ, và bác có người thân hay gia đình ở đây không? Tôi không có gia đình thân nhân ở trên nước Mỹ. Tôi chỉ có một mình thôi, tôi không có bạn bè, không có ai hết. Dạ, rồi bác ở đây bác sống bằng cái gì? Tôi sống bằng tiền Israel. Dạ, rồi hôm nay mỗi ngày là bác tới đây bác lấy đồ ăn hả? Tôi chỉ ra đây là thứ bảy, nhật chỉ cuối tuần thôi. Còn mấy ngày thường là tôi lấy đồ ăn chỗ khác. Dạ. Rồi những ngày trời mưa gió như vậy thì bác sống phải ở làm sao để sống? Tôi thì có chỗ ở, nhưng mà tôi ở chung với mấy người tâm trí đó, nhưng mà tôi nấu nướng tôi ăn không được. Dạ. Thành tôi đi xin cơm ngoài tôi ăn. Dạ. Dạ, tôi xin cảm ơn quý vị nhiều, những quý vị có lòng hảo tâm giúp những mấy người không đất ở ngoài đó, là mấy người đó tâm ơn của quý vị rất là nhiều. Dạ. Hiện giờ ở Mỹ là anh sống một mình, không có gia đình, không có người thân. Dạ. Rồi ở đây anh sống ở đâu, anh sống bằng cái gì? Sống ở San Francisco á, mà mình tới đây mình trở ngại về San Francisco, mình tới đây mình homeless ở San Jose. Mà mình tới đây mình sống một mình, ngủ ngoài đường. Cũng tới một hạt này chơi. Cũng xin đồ ăn, đồ vui vẻ với cộng đồng người Việt Nam và các người ở đây. Ở Việt Nam quên ở đâu? Đà Nẵng. Đà Nẵng đồng hương với em nè. Vậy hả? Trời, nghe cái giọng là biết anh ở Đà Nẵng rồi. Những ngày mà mưa gió như vậy thì anh phải sống làm sao? Sống bằng ngày vô library chơi, trong library bằng đêm thì kiếm chỗ nào có chỗ tạnh, chỗ nào mà có cái bãi ra thì nằm ngủ. Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật mình tới là mình kiếm sống qua ngày ở cái phạt này. Vậy nãy giờ anh có lấy chăn mền đồ qua chưa anh? Có rồi chị. Tại vì tụi em cũng có nhiều, nếu anh cần thì anh lấy nhiều chút, để có gì mà lỡ mà nó có lạnh những trời vậy thì anh đắp nó cũng ấm á. Không có gì hết, là cũng vui vẻ cho người Việt Nam, mình cũng cộng đồng giúp đỡ cũng rất là quý mến phải không?
Tại vì lúc nào mình cũng mến người Việt mình hết đó. Chuyến sau tụi em lên, tụi em sẽ đem quần áo với lại chăn vớ. Tại vì lần đầu tiên đi lên đây cho nên không biết cái nhu cầu của người vô gia cư, người ta cần cái gì, anh biết không? Tại vì mỗi nơi thì mỗi khác, ở dưới kia thì người ta cần khác. Thì bây giờ anh lấy thêm mền đi. Anh lấy, đã lấy mền chưa? Em lấy mền rồi chị. Anh lấy mấy cái? Em lấy 2-3 cái rồi, đủ rồi. Dạ. Đủ đắp túi này ngồi đường rồi. Dạ. Ở chuyến sau em lên thì em sẽ cố gắng đeo là áo lạnh với chăn quần áo. Thì anh cố gắng theo dõi những cái chương trình đó. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Có đồ ăn. Cảm ơn anh. Anh đợi đây chút xíu. Dạ. Chút xíu có đồ ăn ha anh ha. Dạ. Đường khuya vắng, đôi chân nặng lê bước trên đường dài. Tuổi thơ em mong được một đêm hạnh phúc bình yên, dẫu biết chỉ là giấc mơ giữa dòng đời mình bơ vơ. Ánh mắt buồn chẳng thấy ngày mai, lệ tuôn rơi đêm nằm nghe tiếng mưa sầu buồn, lòng con thơ lạc loài không nơi gìn giữ chở che. Trời giờ người khuất xa, mẹ ơi giờ này chốn nào, con biết tìm nơi đâu bình yên. Cùng nhau vun đắp tình thương, xóa tan buồn đau, trao em nụ hồng màu xanh. Đây là một trong những cái dịp mà chúng em được cùng với trung tâm đi làm những cái việc thiện nguyện, mà cái đó là cái chủ đích, mục đích của trung tâm Minh Chánh đó anh, là đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người thiếu may mắn hơn mình đó anh. Cho nên cái điều kiện thì mình không có nhiều, cho nên là bất cứ mưa nắng hay gió gì tụi em cũng sẽ cố gắng để hoàn thành những cái việc mà mình muốn làm. Đối với Phương Thang thì đi giúp đỡ những người mà vô gia cư mà kém may mắn hơn mình là một cái điều rất là may mắn, bởi vì theo Phương Thang thì một miếng khi đói là bằng một gói khi no. Nếu mà nhìn chung trong cuộc sống thì mình may mắn rất là hơn nhiều người. Thì những cái việc làm này thì điều kiện đi lại nó khó khăn thôi, chứ nếu em vẫn thích làm, bởi vì nhìn tất cả những người mà người ta mọi người ăn no vui là em cảm thấy vui rồi, mặc dù trời mưa nhưng mà làm thì cực, nhưng mà trong lòng thì rất là ấm anh. Dạ em rất là vui khi làm những cái việc này mà hả, lâu lắm rồi hả, cách đây năm em mới làm. Thấy rất là hạnh phúc. Anh có vui không? Mặc dù trời lạnh nhưng mà mình cảm thấy rất là ấm áp. Đúng rồi, rất là ấm áp. Dạ. Thì chuẩn bị phút này từ bao giờ mà đã sáng sớm đã có mặt tại đây rồi? 7 giờ sáng là phải nấu rồi. Chị ngoan ngoan không? Là phải nấu rồi. Ok. Dạ. Hôm nay chị chuẩn bị nấu bao nhiêu phần ăn mà đưa ra đây mà giờ này các người còn ăn no nơ mà vẫn còn như thế này. 100 phần ăn. 100 phần ăn, đó là thưa quý vị, đó là người bầu tôi tại San Jose. Mặc dù rất là mệt, tại vì lái xe từ San Jose đến đây 6 tiếng đồng hồ và thường thì không có ngủ được, tại vì mình phải lo lắng, phải thu xếp mọi thứ. Nhưng mà cảm thấy tới đây thì cảm thấy rất là ấm cúng và rất là sảng khoái, tại vì mình có một nỗ lực nào đó để mình giúp đỡ cho mọi người được vui và mình được học hỏi nhân của họ thì mình rất là vui. Dạ. Mẹ ơi giờ này chốn nào, con biết tìm nơi đâu bình yên. I'm here because I was supposed to wait for a friend because she just got a job. She's homeless and she don't have money or food to eat. And I came here to make sure that she gets something to eat. Oh, that's very nice of you. So you're not a homeless person? No, I just got housed. Oh.
good. So I appreciate for everything that is being done for the homeless. I really do appreciate it, you know, because the homeless, you know, they're the closest thing to being the disciples of Jesus, you know, God. And they need to help out. And also for the widowers and widows and the ones in need that are poor. And doing this is it's very honored. Thank you very much. And I'm very, very you know, happy for you. Just got the new home. Congratulations on that. Bác đã ăn đồ ăn ăn cơm ăn đồ ăn chưa ạ? Đồ ăn tôi ăn xong hết rồi. Dạ, ăn cô mới cô đặt ở nhà hàng mà rất là ngon. Dạ, đồ xào cái gì ngon, bánh mì hết sảy. Dạ. Thứ nhất là tôi cảm ơn mấy anh mấy chị cùng quý vị giúp đỡ những mấy người ăn mà omelet. Tụi tôi rất cảm ơn là nhiều. Dạ, rồi, cảm ơn bác nhiều lắm, chúc bác sức khỏe. Dạ vâng. Ở San Jose lâu chưa chú? Năm 97 giờ. Dạ. Rồi hiện bây giờ chú đang ở đâu? Ở Santa Clara. Dạ. Hôm nay sao chú biết ở đây có phát đồ ăn mà chú? Đi vòng vòng mỗi ngày, từng nào cũng ra chơi vòng vòng hết. Dạ. Good food. Okay. Thank you very much. Yeah. Food is very delicious. But Jamie, the food is very delicious. Thank you. Thank you. Thưa quý vị, đó là những phần ăn cuối cùng trên tay Hoa hậu Phương Phan, trên tay Á hậu Hoàng My, trên tay nghệ sĩ Khánh Di, cũng như anh chị em thiện nguyện viên của Trung tâm Minh Chắn. Hoàng My đứng đây sau khi đã phân phát thức ăn cho tất cả những người vô gia cư, những người homeless ở đây, thì nhìn thấy tất cả mọi người đang thưởng thức đồ ăn trong cái trời mưa giá lạnh của thành phố San Jose. Một chút ấm lòng đem lại cho tất cả các anh chị em, các hoa hậu, á hậu và các ca sĩ của Trung tâm Minh Chánh. Lệ tuôn rơi, đêm nằm nghe tiếng mưa sầu buồn. Lòng con thơ lạc loài không nơi gìn giữ chờ che. Trời giờ người khuất xa, mẹ ơi giờ này chốn nào con biết tìm nơi đâu bình yên. Trao những phần ăn mà trao cả những cây dù cuối cùng để chúng tôi rời thành phố San Jose downtown vào một ngày trời mưa tầm tã. Bye bye San Jose, hẹn gặp lại trong một ngày rất gần. Mang tình người và những
Trương và Dương như đang đứng trước cửa tại nhà hàng Sushi and Buffet Makino tại Irvine, thành phố Irvine. Và hôm nay mục đích chính chương trình mà chúng tôi có mặt tại đây thì Ryan Trương và Dương như cũng đại diện cho trung tâm Minh Chánh Entertainment muốn gửi đến quý vị những cái hình ảnh mà trung tâm Minh Chánh đang làm một buổi từ thiện và tình thương và góp quà cho những người vô gia cư của người Việt Nam chúng ta, một chương trình thật là ý nghĩa. You know, we've been standing here for a while, and we have witnessed a lot of people come to this place. We want to make a special event for this charitable engagement. The purpose is to make sure that we want to give the best for the less fortunate people, and that's why we raise awareness today. And we don't just do like everyone else is around the world, which is great, but we want to be different, especially today. And why are we different? We want to pick the best place here at in Irvine of California, which is Makino. It's an all-you-can-eat buffet where you can get the most nutrition and stay healthy and be well and keep looking good. And we want to give back to the community in the best way possible. And we just don't want to give just, you know, just a noodle for soup, which is great as well. But everyone has done it, and we don't want to copy like everyone else. We want to be different. And by that, we want to treat everybody divine style. And of course, this is a Makino. Who doesn't love a fresh buffet of sushi, right? Trung tâm Minh Chánh đã làm một công việc từ thiện mà có thể giúp được rất nhiều người. Và đây cũng là một cái công việc mà Dương Yến Như cũng như Ryan Trương cảm nhận được, và cũng hy vọng là khán giả thấy những cái điều mà Minh Chánh Entertainment đã làm cho mọi người, một việc làm như không biết nói gì hơn, chỉ là vô cùng ý nghĩa. Và rất cảm ơn anh Minh Chánh và Natalie. Without further ado, let's go inside and interview everyone, and then we're gonna have fun today, okay? All right, see you guys later.
Bây giờ xin quý vị gặp gỡ với Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế Giới của Trung tâm Minh Chính Entertainment. Xin mời Hoa hậu Phương Phan. Phương Phan có lời gì cảm nghĩ chia sẻ ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây hay không? Phương Phan xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay rất là vui được có mặt trong cái buổi hôm nay để cùng tất cả những người vô gia cư có một bữa ăn thật là tình cảm. Rất là vui và xúc động khi mà có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Hoa hậu Phương Phan nhiều lắm. Ngoài người đẹp Phương Phan, như xin giới thiệu đến quý vị một người kế tiếp, đó là Á hậu 1. Xin mời Á hậu 1. Mình là Lâm Hoàng My, cũng vừa may mắn đạt được giải Á hậu 1 của Trung tâm Minh Chánh vừa tổ chức ở Las Vegas with The Venetian. Ngày hôm nay thì Hoàng My cũng bay từ rất là xa, từ Boston, tiểu bang Massachusetts, nơi rất là lạnh giá, đến đây để mà tham gia cái chương trình gặp gỡ tình thương, mến thương giữa những người Việt vô gia cư của thành phố Santa Ana đấy. Và Hoàng My rất là hạnh phúc vì đã được đứng nơi đây để mà giao lưu và đem những tình thương của con người đến với nhau để cho nó ấm cúng hơn ở nơi vùng xa xứ lạ này. Yeah. And now let's welcome another special celebrity right here. Hi. Good Mai. Oh, she was wonderful at the charitable event at the Santa Ana. She was graciously and she was so helpful, and we appreciate her. And now you want to give a special message to everyone. Quỳnh Mai xin kính chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay Quỳnh Mai thật sự là rất là vui mừng và hạnh phúc khi hôm nay được đến đây cùng đoàn từ thiện của MC Minh Chánh đến để gửi tình yêu thương nhất của mình tới những người mà kém, có những cái hoàn cảnh nó khó khăn. Thì Quỳnh Mai chỉ biết gửi lời yêu thương nhất của mình, muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Mong sao những tình thương và những hơi ấm của tất cả cũng anh em như trong đoàn và tất cả mọi người dành tình thương cho những người đang kém sự may mắn hôm nay. Thì Vân chào Brian. Thì Vân cũng muốn gửi đến quý vị lời chào thân thương. Và quý vị ơi, đây là kỷ niệm 10 năm Trung tâm Minh Chánh. Vậy mà mới đây 10 năm rồi ha. Thì Vân hình như là bắt đầu hợp tác với Minh Chánh từ cuốn thứ 2. Cho tới bây giờ thì Vân nhìn thấy những cái bước tiến rất là nhanh chóng của Minh Chánh. Thì Vân cũng xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ Trung tâm cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Trung tâm Minh Chánh cũng như tụi em thì vài tháng là có làm một cái chương trình từ thiện một lần. Thì đối với em thì một miếng khi đói bằng một gói thì khi no. Thì nếu như mà em sẽ nói với anh Chánh là đưa cho anh cái số điện thoại. Thì nếu như mà anh cần cái gì á, hay là những cái nguyện vọng gì của những người hôm vô gia cư á, anh cứ liên lạc với anh Chánh. Thì ví dụ như cần mền hay cần cái gì hay thuốc mà em cứ nói với anh Chánh. Nếu mà được thì tụi em sẽ tổ chức thường xuyên những cái chuyến từ thiện giống vậy để giúp đỡ những cái người giống như anh. Ha anh ha. Bình thường thì cuộc sống bình thường của anh thì anh sinh hoạt và anh như thế nào á? Mỗi ngày cũng đi kiếm trái cây về hái bán ở chỗ chiếc cửa đau cao của Chico vậy đó. Cứ tháng để dành dụm để về bà già 100-150 cho bà xài. Đó. Vậy là ngoài cái việc mà anh bán trái cây cũng như là kiếm một số cái việc thêm thì anh còn gửi tiền về để nuôi má nữa. Thì cái cả anh em cảm thấy là rất là xúc động, tại vì ngay cả bây giờ cái bản thân mình ở đây mình đã khó khăn mà anh còn làm được những cái chuyện mà gọi là rất là phi thường như vậy, thì em cảm thấy rất là ủng hộ anh luôn á. Mọi người thì thường nghĩ homeless thì họ chỉ có thể suốt ngày đi xin chúng ta tiền thôi, nhưng mà đây là một bằng chứng. Một người Việt mặc dù họ không có công việc nhưng mà họ đã cố gắng tìm những cái việc mà họ có thể để kiếm được từng đồng từng cắt mà anh này có thể gửi về cho mẹ. Xin cảm ơn về trung tâm gì? Trung tâm Minh Chánh. Trung tâm Minh Chánh nhiều ạ. Chắc nữa tụi em có gửi những cái phần quà giống như là những cái mền hay là những cái chăn gối á, thì khi nào mà anh cảm thấy anh lạnh thì anh có thể đắp, cũng như là có một cái đồ dùng để phục vụ cho cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Rồi, cảm ơn. Ok, cảm ơn nhiều. Ôm.
Okay, guys, we're standing by here with everyone that we just have a wonderful lunch with. And of course, you know, do you guys enjoy the fresh sushi? All you can eat? Huh? The most nutritious place you can eat here. But anyways, I'm very happy to have every brother and sister here. Như quý vị thấy là các anh chị rất là hào hứng và hăng say để phát những món quà cũng như là những tình thương, những cái niềm vui mà dành cho những người Việt tại thành phố Santa Ana. Tất cả các anh chị em nghệ sĩ ngày hôm nay đã đến đây cùng chung tay góp sức đem đến cho một không gian, một không khí rất là vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc trong cái buổi trưa ngày hôm nay tại thành phố Irvine. Cũng chàng qua Á hậu hai em thế nào, ăn ngon chưa, giờ này cảm giác thế nào? Rất là vui và hạnh phúc anh. Và thế lại nữa là sau khi mà làm xong cái nhiệm vụ là đem tới cái niềm vui cho người khác á, thì mình cũng được dùng chung bữa cơm ở tại cái nhà hàng này, thì cũng xem rất là vui và hạnh phúc vì là được các anh chị em và bà con ở đây chào mừng. Thì Quỳnh Mai vui cũng nhiều lắm, chung những cái bữa ăn rất là vui vẻ với cả mọi người, và cũng là chia những tình cảm yêu thương nhất của tất cả các anh chị em cũng như là trong đoàn với tất cả những người vô gia cư homeless ngày hôm nay, và đặc biệt hơn là người Việt Nam cùng là cộng đồng hương của chúng.